Thân mến chào các em. Như chúng ta đã biết, thì sau những đợt sóng cuối cùng của phong trào Cần Vương đã lắng xuống, thời kỳ bình định bằng vũ trang ở nước ta đã chấm dứt. Thực dân Pháp bắt đầu thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta, mà thực chất là tăng cường áp bức bóc lột thuộc địa làm giàu cho chính quốc. Và chính sách này đã tác động đến mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội của nước ta. Vậy thì cái tình hình kinh tế nước ta trong giai đoạn này như thế nào? Hôm nay chúng ta tìm hiểu một chủ đề tiếp theo, đó là xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918. Và chủ đề này là sự kết hợp giữa hai bài 29 và 30 trong sách giáo khoa. Trong chủ đề xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 thì gồm có những nội dung như sau. Và trong hai nội dung lớn thì cô chia làm bốn nội dung nhỏ. Riêng cái nội dung thứ hai thì những biến chuyển của xã hội Việt Nam thì cái phần này các em tự nghiên cứu ha. Và trong cái phần 4 La Mã thì cái nội dung phần 2 nhỏ cũng đã lược bỏ theo chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho nên chúng ta không cần phải tìm hiểu. Và để có thể nắm rõ hơn về nội dung của cái bài học ngày hôm nay thì các em có thể kết hợp nhìn sách giáo khoa ở bài 29 và bài 30. Cái chính sách đầu tiên trong các chương trình khai thác thực địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đó chính là tổ chức bộ máy nhà nước. Thì cô có cái câu hỏi như sau, cho em hãy nhìn vào sách giáo khoa để chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Thì các em thấy tổ chức bộ máy nhà nước trong cái thời kỳ này nó có khác gì so với trước, và cái tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam được tổ chức như thế nào? Và hai cái câu hỏi này sẽ là nội dung trọng tâm để chúng ta cùng nhau phân tích. Thì đầu tiên cô xin giới thiệu với các em, đây là Dume, người giữ chức toàn quyền Đông Dương từ năm 1897 đến năm 1902. Thì Dume rất am hiểu tình hình Đông Dương vì đã từng là nghị sĩ giữ chức thượng thư tài chính trong chính phủ Pháp và là báo cáo viên của những dự án luật thanh toán tạm thời và tổng thanh toán tài chính ở Bắc và Trung Kỳ. Chương trình khai thác do Dume vạch ra để thi hành ở Đông Dương hay chủ yếu là ở Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ 20 có mục đích tối thượng là biến gốc Đông Dương thành một thuộc địa khai khẩn bậc nhất để đảm bảo siêu lợi nhuận cao nhất cho đế quốc Pháp. Như vậy, sau khi căn bản hoàn thành bình định bằng quân sự, thì thực dân Pháp bắt tay khai thác thuộc địa. Với chương trình này, chúng tấn công một cách toàn diện vào nước ta. Thì đầu tiên thì thực dân Pháp cho thành lập Liên bang Đông Dương gồm 5 xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Campuchia, Lào và đứng đầu là toàn quyền Đông Dương. Và Việt Nam thì bị chia ra làm 3 xứ để trị với 3 chế độ khác nhau: Bắc Kỳ bảo hộ, Trung Kỳ nửa bảo hộ và Nam Kỳ là thuộc địa. Thì bộ máy chính quyền từ trung ương tới xã đều do thực dân Pháp chi phối. Người Pháp nắm quyền trực tiếp ở cấp xứ và tỉnh, từ phủ huyện trở xuống, người Pháp nắm thông qua bộ máy quan lại tay sai người Việt. Thì trọng tâm của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta là thiết lập một cái bộ máy cai trị từ trung ương đến địa phương, đặt cơ sở cho chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai. Và chính sách khai thác lần này chúng đã bước đầu tấn công vào kinh tế và xã hội. Các em nhìn lên đây là bộ máy thống trị của thực dân Pháp được thiết lập chặt chẽ từ trung ương đến địa phương. Cơ quan có quyền lực cao nhất ở Đông Dương là phủ toàn quyền, đứng đầu là viên toàn quyền. Sau đó đứng đầu các xứ là người Pháp, đứng đầu các tỉnh là người Pháp, hay còn gọi là công sứ. Bên cạnh đó là tổng đốc ở tỉnh lớn, tuần phủ ở tỉnh nhỏ là người Việt, nhưng mọi việc do công sứ quyết định. Dưới tỉnh là các phủ, huyện, châu, xã do người Việt nắm nhưng vẫn chịu sự chi phối của người Pháp. Tóm lại thì các em thấy rằng là cái bộ máy cai trị của thực dân Pháp chặt chẽ từ trên xuống tận nông thôn, kết hợp giữa nhà nước thực dân và quan lại phong kiến. Có thể nói, Dume tìm mọi cách chia cắt đất nước ta, chia rẽ dân tộc Việt Nam, hòng phân tán lực lượng để dễ về cai trị. Nhưng mặt khác, ông ta lại quan tâm đến sự thống nhất của bộ máy thuộc địa toàn Đông Dương. Đó chính là sự phức tạp trong tính chất hai mặt của một chính sách thâm độc. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chính sách kinh tế.
Và cô có một câu hỏi gợi ý như sau. Thì cái chính sách kinh tế, đặc biệt là cái thuế khóa nặng nề của thực dân Pháp tiến hành trên đất nước ta nhằm mục đích gì vậy các em? Và cái nội dung của câu hỏi này cũng là nội dung chúng ta cần phân tích. Thì đầu tiên trên lĩnh vực nông nghiệp thì thực dân Pháp đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập đồng điền. Vào năm 1902 thì ở Bắc Kỳ Pháp đã chiếm 182.000 hectare. Ở Nam Kỳ thì chúng chiếm gần 1/4 diện tích và chủ yếu là tập trung vào các giáo hội. Về phương pháp bóc lột thì chúng thi hành chính sách phát canh thu tô. Chính sách phát canh thu tô là gì các em nhớ không? Đó chính là cách sử dụng ruộng đất phổ biến trong chế độ phong kiến. Đông đảo nông dân không có ruộng hay có ít ruộng không đủ làm, phải nhận ruộng cày rẻ ruộng cho địa chủ và mức tô được ấn định từ 1/3 đến 1/2 số thu hoạch. Và thực dân Pháp nó chọn cái phương pháp này là vì chúng muốn thu lại một cái lợi nhuận tối đa và nó buộc người nông dân phải phụ thuộc hoàn toàn vào người chủ. Trong lĩnh vực công nghiệp thì chúng tập trung khai thác mỏ than và kim loại. Năm 1911, chúng khai thác hàng vạn tấn quặng, kẽm, hàng trăm tấn thiết, đồng, vàng, bạc. Năm 1912, khai thác than đá gấp 2 lần năm 1903, sản xuất xi măng, điện, nước, gạch ngói, chế biến gỗ. Và thực dân Pháp chủ yếu là phát triển công nghiệp nhẹ, không chú trọng phát triển công nghiệp nặng vì chúng muốn bó chặt nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế của Pháp. Trên lĩnh vực giao thông vận tải thì chúng xây dựng một hệ thống đường xá để tăng cường bóc lột kinh tế và đàn áp phong trào kháng chiến của nhân dân. Về thương nghiệp thì chúng muốn độc chiếm thị trường Việt Nam. Hàng hóa Pháp nhập vào bị đánh thuế rất nhẹ hoặc miễn thuế. Hàng hóa người Việt Nam quen dùng như là Nhật, hàng của Trung Quốc bị đánh thuế rất là cao, có mặt hàng bị đánh thuế tới 120%. Và hàng hóa của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu là vào thị trường của Pháp. Đánh thuế chồng chất vào hàng hóa Việt Nam, thuế có mới có, thuế cũ có, và ba cái ngành mà bị đánh thuế nặng nề nhất đó là muối, rượu và thuốc phiện. Thì muối thì các em biết rồi, nếu mà người mà cơ thể chúng ta mà thiếu muối á thì chúng ta sẽ ốm yếu rồi ngu dốt. Còn rượu á là một cái thức uống quan trọng trong cái nền văn hóa của Việt Nam, và cái thuốc phiện thì chúng khuyến khích người dân Việt Nam sử dụng, nhưng một khi đã sử dụng rồi thì rất là khó bỏ, cho nên là đây là cái nghề phải nói là một cái mặt hàng mà chúng thu được cái lợi nhuận cao nhất. Như vậy, mục đích của thực dân Pháp khi tiến hành chính sách kinh tế đó là nhằm vơ vét sức người và sức của nhân dân Đông Dương. Chính sách tiếp theo đó là về văn hóa giáo dục. Thì về văn hóa giáo dục thì cô có một câu hỏi gợi ý như sau. Cái chính sách văn hóa giáo dục ở Việt Nam có phải là khai hóa văn minh cho người Việt Nam hay không các em? Chúng ta cùng nhau phân tích để trả lời cho câu hỏi này nhé. Như vậy về chính sách văn hóa, chúng vẫn duy trì văn hóa giáo dục thời phong kiến, nhưng mà sau đó thì cũng bổ sung thêm một cái môn, đó là môn tiếng Pháp. Thì hệ thống giáo dục được chia làm ba bậc: ấu học, thì ấu học chủ yếu là dạy ở các thôn xã và học chủ yếu là chữ Hán và chữ Quốc ngữ. Còn tiểu học thì chủ yếu là dạy chữ Hán và chữ Quốc ngữ. Trung học thì dạy ở tỉnh, cũng chủ yếu là chữ Hán, chữ Quốc ngữ và có thêm là chữ Pháp là bắt buộc ha các em. Và cái mục đích của chính sách này đó là ngu dân, nô dịch, không phải là thực dân Pháp có thực tâm khai hóa văn minh cho dân tộc Việt Nam. Và các em thấy rằng là thực dân Pháp muốn lợi dụng một cái nền nho học lỗi thời để ngu dân. Sau này để tạo ra một đội ngũ tay sai bản xứ và nhu cầu học tập
của con em các quan chức thực dân, thì chúng đã bắt đầu mở trường học mới và đưa tiếng Pháp vào chương trình bắt buộc của bậc trung học và tự chọn ở bậc tiểu học. Thì cô xin giới thiệu với các em, đây là một cái lớp học trong thời kỳ của thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa ở đất nước ta. Sau khi phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19 tan rã, thì phong trào tự vệ võ trang kháng Pháp của quần chúng cũng tạm lắng xuống. Một phong trào cách mạng mới đã được dấy lên ở nước ta. Phong trào cách mạng có xu hướng dân chủ tư sản với nhiều hình thức phong phú. Cô xin giới thiệu với các em, trong giai đoạn này có 3 phong trào. Đó là phong trào Đông Du năm 1905 đến năm 1909, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907 và cuộc vận động Di Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu phong trào thứ nhất, đó là phong trào Đông Du. Thì các em biết rằng là đầu thế kỷ 20, một trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản đã tràn vào Việt Nam qua các tâm thư của Trung Quốc và sự duy tân tự cường của Nhật Bản. Và trong xã hội Việt Nam, một số nhà yêu nước muốn noi gương Nhật Bản vì Nhật Bản đồng văn đồng chủng với ta. Họ đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, đã có thực lực đánh thắng đế quốc Nga năm 1905, cho nên có thể nhờ cậy được. Vì vậy mà năm 1904, Duy Tân Hội ra đời do Phan Bội Châu đứng đầu. Cô xin giới thiệu với các em, đây là chân dung Phan Bội Châu. Ông sinh ngày 26 tháng 12 năm 1867 tại làng Đan Nhiễm, xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thì đầu năm 1904, Phan Bội Châu, Cường Đệ, tức là cháu đích tôn của Hoàng Tử Cảnh, dòng dõi trực tiếp của Gia Long, và hơn 20 đồng chí của ông thành lập Di Tân Hội do Cường Đệ là hội chủ. Phan Bội Châu và Nguyễn Hàm, Đặng Thái Thân là hội viên trọng yếu. Sở dĩ chọn Cường Đệ làm hội chủ là Phan Bội Châu muốn thu phục nhân tâm, tập hợp những sĩ phu yêu nước và tranh thủ sự đồng tình giúp đỡ của nhiều người trong nước còn có tư tưởng quân chủ. Duy Tân Hội xác định 3 nhiệm vụ trước mắt. 1. Phát triển thế lực của hội về người và tài chính. 2. Xúc tiến chuẩn bị bạo động. 3. Chuẩn bị xuất dương cầu viện. Cuối cùng, hội quyết định cầu viện Nhật Bản, tổ chức phong trào Đông Du. Đầu năm 1905, Phan Bội Châu sang Nhật nhờ giúp khí giới, tiền bạc để đánh Pháp, nhưng người Nhật chỉ hứa giúp đào tạo cán bộ cho cuộc bạo động sau này. Phong trào lúc đầu phát triển thuận lợi, năm 1908 có tới 200 người, nhưng sau đó Nhật, Pháp cấu kết với nhau. Nhật đã trục xuất những người yêu nước Việt Nam ra khỏi Nhật vào tháng 9 năm 1908. Đến tháng 3 năm 1909 thì Phan Bội Châu và Cường Đệ cũng bị trục xuất khỏi Nhật. Phong trào Đông Du tan rã, Hội Duy Tân ngừng hoạt động. Thì thông qua cái phong trào Hội Duy Tân thì chúng các em có suy nghĩ gì hay không các em? Có suy nghĩ gì về chủ trương này hay không? Thì thật sự mà nói á, thì quan niệm chung trong cái giai đoạn này đó là chủ trương này nó chưa chuẩn xác, nó còn ấu trĩ, và cách mạng muốn thành công không chỉ có thể trông chờ vào sự giúp đỡ của nước ngoài hoặc là cầu viện ngoại, mà cách mạng muốn thành công phải do nhân tố bên trong quyết định. Và cái tư tưởng của Phan Bội Châu là còn ảo tưởng với chủ nghĩa đế quốc. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907. Thì cùng với phong trào Đông Du ở Bắc Kỳ, có một cuộc vận động cải cách văn hóa xã hội theo lối tư sản. Tháng 3 năm 1907, Đông Kinh Nghĩa Thục được thành lập tại Hà Nội do Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại Vũ Hoành đứng đầu. Cô xin giới thiệu với các em, đây là chân dung của Lương Văn Can. Thì Lương Văn Can là hiệu trưởng của trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ông được xem là nhà giáo dục, nhà yêu nước lớn của nước ta đầu thế kỷ 20. Thì trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một trường được mở ở thủ đô, thuần vì nghĩa. Đông Kinh là tên cũ của Hà Nội. Thì ở Nhật Bản, thời Minh Trị Di Tân mở Khánh Ứng Nghĩa Thục
Việt Nam thì theo gương của Nhật Bản mở Đông Kinh Nghĩa Thục. Thì cái chương trình hoạt động của cái phong trào này á, gồm chương trình thì gồm có địa lý, lịch sử, khoa học, thường thức, và cái hoạt động của tổ chức thì thường tổ chức những cái buổi bình văn, rồi bên cạnh đó xuất bản sách báo nhằm bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập và nếp sống mới. Thì học sinh của trường có lúc lên đến 2.000 người, chia làm 8 lớp. Có 4 lớp học ngày, rồi có lớp học đêm, phân chia thành hai cấp, đó là trung học và tiểu học. Học sinh được cấp giấy, bút, sách vở. Có những học sinh nghèo thì được ở tại ký túc xá của trường. Và những buổi bình văn của nhà trường thì quần chúng tham gia rất là đông. Buổi diễn thuyết người đông như hội, kỳ bình văn khách đến như mưa. Họ diễn thuyết về các đề tài lịch sử, quá khứ anh liệt của dân tộc, những cuộc cách mạng điển hình của thế giới, xây dựng nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục, dùng hàng nội hóa. Và bình văn tức là những bài thơ yêu nước của Đông Kinh Nghĩa Thục hoặc của Phan Bội Châu từ Nhật gửi về. Thì cái quy mô hoạt động của Đông Kinh Nghĩa Thục á, thì lúc đầu hoạt động chủ yếu ở Hà Nội và học sinh có lúc lên tới 1.000 người. Thì Đông Kinh Nghĩa Thục tồn tại từ tháng 3 đến tháng 11 năm 1907. Mặc dù cái thời gian không dài nhưng nó đã có tác động rộng lớn đối với phong trào cách mạng Việt Nam, là cổ động cách mạng Việt Nam phát triển văn hóa và phát triển ngôn ngữ dân tộc. Và thành tích nổi bật của Đông Kinh Nghĩa Thục đó là đề cao chữ quốc ngữ. Và về phía Pháp thì trong một cái phiên họp Hội đồng quân sự Đông Dương thì bọn thực dân Pháp đã nhận định là không còn là một câu chuyện hoang đường khi khẳng định rằng Đông Kinh Nghĩa Thục là một cái lò phiến loạn ở Bắc Kỳ. Vì vậy mà đến tháng 12 năm 1907 thì chúng thu hồi giấy phép và buộc nhà trường phải đóng cửa. Về cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908, thì đầu thế kỷ 20, phong trào Duy Tân diễn ra sôi nổi ở Trung Kỳ. Chương trình gần giống như là Đông Kinh Nghĩa Thục, hình thức thì rất là phong phú, như là mở trường, diễn thuyết các đề tài sinh hoạt xã hội, thời sự quốc tế, đã phá các hủ tục phong kiến và đã kích quan lại xấu xa. Và cô xin giới thiệu với các em, đây là chân dung của Phan Châu Trinh. Thì ông là một người có tư tưởng dân chủ sớm nhất trong các nhà yêu nước đầu thế kỷ 20, là một nhà nho yêu nước chân chính. Thì đến năm 1908, dưới ảnh hưởng của phong trào Duy Tân, thì phong trào chống thuế đã nổ ra ở Trung Kỳ, bắt đầu từ Quảng Nam, sau lan ra Quảng Ngãi, Bình Định và khắp Trung Kỳ. Thực dân Pháp đã thẳng tay đàn áp phong trào, và Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp cuối cùng bị tuyên án tử hình. Thì có qua cái phần mà tìm hiểu thì các em thấy là cái phong trào Duy Tân và chống thuế ở Trung Kỳ á, nó có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ với nhau. Cải cách Duy Tân thì là mở trường học theo lối sống mới, sống theo lối mới, kinh doanh theo lối mới, đã lan tỏa trong quần chúng nhân dân, kết hợp chặt chẽ với cuộc đấu tranh của nông dân đã làm bùng lên cái phong trào chống thuế. Như vậy, cái phong trào này nó đã thể hiện rõ cái tinh thần và cái năng lực cách mạng của nông dân trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, nhưng cũng thể hiện rõ trong lúc này còn thiếu một cái giai cấp lãnh đạo có đầy đủ năng lực. Những cái phong trào yêu nước trong cái giai đoạn chiến tranh thế giới thứ nhất thì các em thấy trong sách giáo khoa nó gồm có 3 phần. Nhưng do cái yêu cầu giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng ta chỉ tìm hiểu ở phần 1 và phần 3 mà thôi. Riêng cái phần số 1 á, thì các em tự đọc sách giáo khoa, tìm hiểu thêm những cái kiến thức mới. Và cô cũng chỉ giới thiệu ngắn gọn cho các em trong cái giai đoạn này thì thực dân Pháp á, chụp tìm mọi cách vơ vét sức người và sức của để dốc vào cái cuộc chiến tranh. Bên cạnh đó thì chúng còn bắt lính đi phục vụ chiến tranh. Các em nhìn hình đây là những binh sĩ Đông Dương bị Pháp đẩy sang chiến trường ở châu Âu. Và một cái nội dung quan trọng trong cái thời kỳ này đó chính là những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước. Thì cô xin giới thiệu với các em tiểu sử của Nguyễn Tất Thành. Đây là chân dung của ông ha. Thì Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông xuất thân trong một gia đình và quê hương có một truyền thống cách mạng.
Và có trong cái giai đoạn này khi mà có nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng hầu như đều bị thất bại. Vì vậy mà giữa năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Và ông xem các nước phương Tây họ làm thế nào rồi về nước cứu giúp đồng bào mình. Thì sau nhiều năm vòng quanh thế giới thì đến năm 1917 người đã trở về Pháp. Và tại đây thì người làm rất là nhiều nghề để sống, để học tập, rèn luyện và hoạt động chính trị. Người tham gia hội người Việt Nam yêu nước, rồi họ người còn viết sách báo tố cáo nhiều chính sách dã man, tàn bạo của thực dân Pháp ở Đông Dương. Người sống và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp tiếp nhận và nhận được những ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga. Và tư tưởng của người có nhiều thay đổi, đó là cơ sở quan trọng để người xác định con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc. Và cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này bị bế tắc về đường lối. Nhiều chí sĩ ra đi tìm đường cứu nước nhưng đều thất bại, cho nên đối với Nguyễn Tất Thành, người quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, tìm ra con đường cách mạng chân chính cho dân tộc. Và con đường cách mạng của Nguyễn Tất Thành có một cái nét mới so với những cái nhà yêu nước trước đó, đó là tất cả các nhà cứu nước trước đều thất bại, còn nhưng mà Nguyễn Tất Thành thì rất là trân trọng các chí sĩ như là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Hoàng Hoa Thám. Nhưng mà người không sang phương Đông tìm đường cứu nước mà người sang phương Tây, bởi vì người muốn tìm hiểu thực chất tự do bình đẳng bác ái của cách mạng Pháp. Từ thực tế khảo sát nhạy bén về chính trị, đúc rút kinh nghiệm, người quyết tâm tìm ra con đường mới sang phương Tây, mà cái việc đầu tiên là sang Pháp. Như vậy, Nguyễn Tất Thành là vị cứu tinh của dân tộc, bước đầu hoạt động của người đã mở ra một chân trời mới cho cách mạng Việt Nam. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về cái chủ đề mới của ngày hôm nay. Thì sau khi tìm hiểu xong thì cô có một câu hỏi trong phiếu bài tập, đó là các em hãy nêu điểm giống và khác nhau giữa phong trào yêu nước cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Về khác nhau thì các em hãy tìm hiểu về các mục tiêu và cái hình thức đấu tranh ở cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 nó có điểm gì khác nhau hay không nhé. Sau cái tiết học ngày hôm nay thì các em về nhà xem lại cái nội dung bài học, đồng thời mình kết hợp thêm trong sách giáo khoa để trả lời câu hỏi trong phiếu bài tập. Và đây là cái chủ đề cuối trong chương trình học kỳ 2 ở chương trình lịch sử lớp 8. Thì các em học xong, các em có thể là ôn lại những cái nội dung trọng tâm từ bài 24 đến bài 30. Chúc các em học tốt, thân mến chào các em.